Yuri, quan kiếm sĩ hay chính xác là quan kiếm, người đã sống hàng ngàn năm. Anh ta quen với cả Toso cũng như Bahato, hai nguyên thực thể bất hoại trong series của Saber, là người cùng lúc sở hữu cả ám kiếm và quan kiếm, dùng nó để ngăn chặn cái ác và không cho bất kỳ người nào sở hữu sức mạnh hủy diệt này. Lần đầu xuất hiện trong series là một người đàn ông với một chiếc áo tròn cơ thể và che đi gương mặt của mình. Anh đã gặp gỡ Thomas khi anh đến Avalon, cảnh báo với Thomas về sức mạnh của vua Arthur, cũng như thử thách Thomas để xem anh có xứng đáng với sức mạnh khủng khiếp mà vua Arthur mang lại. Thomas đã hoàn thành thử thách, Yuri vẫn âm thầm quan sát anh trong trận chiến Zaoragon. Thực sự lộ mặt trước mặt của Thomas khi Thomas rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, bị những người đồng đội trong tổ chức Sword of Logos quay lưng, anh đã bị tất cả mọi người tấn công. Không còn đường lui, Yuri đã lao ra để giải cứu cho Thomas bằng hình dạng quan kiếm của mình. Với quyển sách khi mở ra với biểu tượng của bản thân kết hợp với thanh quan kiếm, quyển sách vàng hay bạc, tạo hình thanh kiếm của Chaicho là một lưỡi kiếm được gấp vào bên trong thân nó, sau đó mở ra để nhét quyển sách vàng hay bạc vào. Sau khi quyển sách này mở ra, một luồng ánh sáng với hình chữ X sẽ xuất hiện và gương mặt của anh sẽ hiện trên phần thanh kiếm. Quyền năng của Yuri sở hữu là vô cùng to lớn. Anh có rất nhiều khả năng tự chữa bệnh, cho tới những khả năng xóa trí nhớ hay copy hình dạng cũng như quần áo của người khác. Trong hình dạng quan kiếm, anh trở thành một thanh kiếm lơ lửng trên không trung, tấn công kẻ thù bằng những cái chém được bao phủ lưỡi kiếm bằng sức mạnh của ánh sáng. Những đòn tấn công này có quy lực cực kỳ lớn, anh cũng hơi phát sáng ra từ sức mạnh của bản thân để xóa tan cái lạnh mùa đông, làm chói mắt và vô hiệu hóa chuyển động của kẻ thù từ sức mạnh của quan kiếm. Trong hình dạng kiếm, rất dễ dàng bị kẻ thù vô hiệu hóa. Khi đối mặt với một tên Magic sở hữu sức mạnh của băng, hắn đã cố tình để cho anh tấn công và tính đóng băng anh để vô hiệu hóa chuyển động của quan kiếm. Anh đã lật tới trang thứ 2 của sức mạnh từ quyển sách vàng và bạc. Một ảnh nhân xuất hiện, cái bóng được tạo ra từ chính ánh sáng. Hình dạng của nó là một Rider hay là một chiến binh với sức mạnh của bóng tối, trồi ra từ mặt đất, cầm lấy thanh quan kiếm để chiến đấu. Mặc dù những chuyển động của chiếc bóng này khá là cứng nhắc và không thể nào thể hiện hết sức mạnh từ thanh quan kiếm cũng như một kiếm sĩ thực thụ, nhưng khả năng linh động của nó là không phải bàn cãi. Khi xuất hiện từ chính cái bóng của kẻ thù, biến mất, tấn công kẻ thù từ những nơi bọn chúng không nghĩ tới, thậm chí là làm cho những bộ phận như tay hoặc chân của mình dài ra để tấn công kẻ thù từ phạm vi tầm xa. Cũng như âm kiếm sĩ, sức mạnh của quan kiếm không thể nào phát huy với quyển sách cơ bản. Anh cần một sức mạnh để biến bản thân từ một thanh gươm trở thành một kiếm sĩ thực thụ, It Swordsman, hoàn thành tất cả những yêu cầu Toso giao cho anh. Giữ đúng lời hứa, Toso đã đưa cho anh quyển sách It Swordsman, biến nó trở thành một quyển Wonder Book, chuyển hóa ý thức của anh, biến anh trở thành một kiếm sĩ thực thụ. Tạo hình của It Swordsman là những trang truyện bao phủ lên cơ thể của ảnh nhân, tông màu chủ đạo là vàng, xen kẽ những tông màu khác của comic như tím, đỏ và xanh lá. Phần chữ X đặc trưng cho tên gọi quyển sách vẫn giữ nguyên và gương mặt của Psycho giống với hình dạng gương mặt trên thanh gươm của anh. Ở hình dạng này, anh đã trở thành một kiếm sĩ thực thụ với những đòn tấn công cũng như những kỹ thuật chiến đấu rõ ràng, áp đảo tất cả những kẻ thù khi đối mặt với anh. It Swordsman, những trang truyện đặt lên người của ảnh nhân, anh có thể thay thế vị trí của chúng, chuyển hóa những trang truyện thành một vũ khí cầm tay cho ảnh nhân và chuyển hóa thành một vũ khí gắn chân để ra đòn Rider Kick kết liễu kẻ thù. Cả hai hình dạng này đều có công dụng riêng để nâng cao khả năng tấn công thay vì linh hoạt như hình dạng It Swordsman cơ bản. Đòn tất sát của anh là It Sword Ray, hai dọc truyện bao phủ xung quanh kẻ thù, vô hiệu hóa chuyển động của chúng. Anh lao nhanh để chém một đường ngang vào kẻ thù, sau đó quay lại và chém thêm một nhát chém chí mạng để tạo hình chữ X kết liễu chúng với sức mạnh của It Swordsman.